Chào mừng các anh chị cô chú đã đến với kênh của Lê Diễm nha. Hôm nay Diễm chia sẻ cho các anh chị cô chú mình luộc khoai ha. Luộc không có phải dùng nước lạnh nha. Mình chỉ dùng những cái muỗng inox như thế này nè, mình luộc. Nó sẽ giữ lại được độ ngọt của khoai rất nhiều và khoai dẻo rất ngon nha. Đầu tiên thì các anh chị sẽ mua khoai về và mình rửa sạch sẽ. Sau đó mình sẽ dùng một cái nồi và mình cho những cái muỗng inox này lên nha. Đó. Các anh chị xếp xong mà đừng có để cái khoai của mình đó, nó đụng ở dưới cái đít nồi là được nha. Mình sẽ cho lần lượt củ khoai vào nha các anh chị. Củ khoai nào lớn thì mình sẽ để ở dưới trước nha. Củ khoai nào nhỏ thì mình sẽ sắp ở trên dần dần nha. Và cứ thế mình sắp sao cho nó đừng có đụng khoai vào ở trong mấy cái thành nồi và ở dưới cái đáy nồi nha. Đó, các anh chị cứ sắp lên vừa đủ là được nha. Tùy theo cái loại khoai mà to nhỏ mà các bạn sẽ canh theo giờ nấu nha. Cái khoai hôm nay Diễm mua nè là Diễm sẽ nấu trong vòng 40 phút nha các bạn. Nếu các bạn mua củ nhỏ hơn thì mình có thể giảm bớt hoặc 30 phút hoặc 35 phút nha. Các bạn xem kênh của Diễm thấy hay nhớ cho Diễm một lượt đăng ký để Diễm có động lực ra những video hay tiếp theo cho các bạn xem nha. Rồi sau khi sắp vào nồi thì các bạn sẽ đậy nắp lại và mình nấu nha. Sau khi nấu được 20 phút thì Diễm sẽ mở ra kiểm tra một tí ha. Sau đó mình sẽ đậy nắp lại và mình nấu thêm 20 phút nữa nha các bạn. Lúc này là mình để lửa 1000 cho bếp điện nha các bạn. Lúc này là mình vẫn đang nấu nha các bạn. Đó, không bếp lửa đó nhưng mà cái nồi không bị đen, không bị khét gì nha. Đó là cái bí quyết đó các bạn ạ. Rồi sau khi mình nấu được 40 phút nè thì mình sẽ dỡ ra và mình kiểm tra bằng cách mình lấy cái đũa mình xuyên qua, nếu mà nó xuyên qua luôn cái khoai á là đã chín rồi nha. Đó, bây giờ mình sẽ bẻ ra một cái cho các bạn xem nó chín và nó có chín đều như thế nào hay không nha. Đây các bạn nhìn đi, rất là ngon, rất là dẻo và nó giữ lại được độ ngọt của khoai nha. Rồi bây giờ mình sẽ cho ra dĩa và mình thưởng thức thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của Diễm nha. Nếu các bạn chưa đăng ký kênh, nhớ bấm nút đăng ký và bấm vào biểu tượng cái chuông để theo dõi những video tiếp theo của Diễm nha. Bây giờ Diễm xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.